Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền hình Vĩnh Long trưa nay thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2014. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Xã Đông Thành, thị xã Bình Minh đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận sử dụng địa danh cho nhãn hiệu tập thể đậu bắp xanh Tân Quế. Tin trong nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng kết công tác phối hợp năm 2014. Năm 2015, nhiều đối tượng thi tốt nghiệp trung học phổ thông được ưu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Bình Minh đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã Đông Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long, trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, các đồng chí đại diện thường trực tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long, đại diện các ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo thị xã Bình Minh, đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng đông đảo cán bộ và nhân dân ở địa phương. Xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh là địa phương có truyền thống cách mạng. Khi mới triển khai xây dựng nông thôn mới, kinh tế của xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội chưa được đầu tư nhiều, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Qua 4 năm xây dựng nông thôn mới, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự hỗ trợ của các ngành và sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân, xã Đông Thạnh đã huy động được hơn 158 tỷ đồng để đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, người dân và các nhà tài trợ tham gia đóng góp trên 54 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 34%. Nhờ vậy đến nay, bộ mặt nông thôn của xã Đông Thạnh đã có sự thay đổi đáng kể. Các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn như đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng đạt chuẩn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 25 triệu đồng một năm, tăng 1,5 lần so với năm 2010. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 99,86% so với tổng số lao động trong độ tuổi. Riêng tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 2,14%. Tại buổi lễ, ông Thân Văn Tặng, đại diện các hộ dân ở xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, bày tỏ sự phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương, đồng thời hứa sẽ tiếp tục chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Người dân Đông Thạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, tiếp tục chung tay góp sức cùng với chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí, sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của để xây dựng những công trình phúc lợi dân sinh, liên kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, hỗ trợ những hộ nghèo để cùng nhau thoát nghèo vững bền, vươn lên khá giàu, góp phần cùng đảng, chính quyền, địa phương nâng cao chất lượng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Giang Sáu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệt liệt biểu dương những thành tích xây dựng nông thôn mới mà đảng bộ và nhân dân xã Đông Thạnh đã đạt được trong thời gian qua. Ông cũng đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới địa phương xã cần quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề sau. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân trên tinh thần tự lực, tự cường, đề cao dân chủ và sáng tạo, để từ đó huy động được sức mạnh tổng hợp cho phát triển kinh tế xã hội nói chung và cho xây dựng xã nông thôn mới nói riêng. Đồng thời, chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào các mô hình tiên tiến. Trong đó, các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập là yếu tố quyết định nhất cần đặc biệt quan tâm. Thứ hai, tiếp tục quan tâm nâng cấp, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở hạ tầng hiện có, mở rộng các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh chưa được hoàn chỉnh, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, giúp đỡ những người
có khó khăn, chăm lo an sinh xã hội tốt hơn, tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, xây dựng tình làng nghĩa xóm gắn với việc thực hiện kỷ cương, pháp luật và ý thức bảo vệ môi trường. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã trao bằng công nhận xã Đông Thạnh đạt chuẩn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới và thưởng một công trình phúc lợi xã hội trị giá 1 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân theo phương pháp y dược cổ truyền, trong năm 2014, các cấp hội đông y trong tỉnh đã khám điều trị cho trên 702.000 lượt bệnh nhân. Các cấp hội đã hút trên 1,6 triệu thang thuốc nam miễn phí, hơn 57.000 thang thuốc bắc và châm cứu xung điện cho trên 266.000 lượt bệnh nhân. Phòng chẩn trị Hội Đông y tỉnh và thị xã Bình Minh còn triển khai điều trị theo phương pháp nhũ châm và thủy châm cho các bệnh nhân mắc bệnh khớp, thần kinh, thoái hóa cột sống và hen phế quản. Ngoài ra, Hội Đông y tỉnh huyện còn tích cực vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tổ chức khám bệnh cấp thuốc đông tây y miễn phí cho trên 600 người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trong tỉnh. Tổng giá trị phúc lợi xã hội đơn vị thực hiện được trong năm hơn 10 tỷ đồng. Hôm qua, Ban An toàn Giao thông huyện Bình Tân tổ chức tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Trong năm, huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức trực quan. Trong đó, chủ yếu là tổ chức nói chuyện chuyên đề, hội thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng các mô hình văn hóa giao thông ở trường học và địa bàn dân cư. Bên cạnh, lực lượng chức năng tổ chức hơn 500 cuộc tuần tra giao thông đường bộ, phát hiện lập biên bản 2.121 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền trên 2 tỷ đồng. Tuy có nhiều nỗ lực nhưng tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện diễn biến rất phức tạp. Toàn huyện xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 54 người, so với cùng kỳ tăng 20 vụ. Số người chết tăng 4 người và bị thương tăng 39 người. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, lưu thông không đúng phần đường, không nhường đường cho xe ưu tiên, chuyển hướng không quan sát vì sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Hôm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao 2 máy ấm công đoàn cho công đoàn viên nghèo ở thị xã Bình Minh và huyện Tam Bình. Đây là những công đoàn viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi căn được xây dựng trên diện tích 46m², kinh phí xây dựng trên 40 triệu đồng. Trong đó, quỹ Tấm Lòng Vàng Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Trong năm 2014, Liên đoàn Lao động tỉnh vận động quỹ Tấm Lòng Vàng được trên 2,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 80 căn nhà máy ấm công đoàn cho công đoàn viên nghèo ở các huyện thị với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Hỗ trợ đột xuất cho 55 trường hợp công đoàn viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 209 triệu đồng. Riêng thị xã Bình Minh, ngoài việc trích nguồn quỹ Tấm Lòng Vàng 175 triệu đồng để xây dựng 7 căn nhà cho công đoàn viên nghèo, Liên đoàn Lao động cũng vận động được 2 doanh nghiệp xây cất thêm 2 căn nhà máy ấm công đoàn cho công đoàn viên, người lao động nghèo với kinh phí trên 60 triệu đồng. Qua đó, giúp cho công đoàn viên nghèo có nhà ở ổn định, yên tâm làm việc, lao động sản xuất. Theo thống kê của ngành chức năng, năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tỉnh Vĩnh Long đã đạt trên 430 triệu đô la Mỹ. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu 283,22 triệu đô la Mỹ, đạt 74,53% kế hoạch năm và giảm gần 18,7% so với năm 2013. Theo đánh giá của ngành chức năng, việc xuất khẩu trong năm 2014 giảm là do các mặt hàng gạo có sản lượng và giá trị xuất khẩu giảm mạnh, hàng thủy sản gặp rào cản thuế quan và kỹ thuật của nhiều nước. Ngoài ra, do thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất chế biến tại chỗ nên cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu với số lượng lớn. Riêng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh trong năm 2014 đã đạt gần 157 triệu đô la Mỹ, tăng trên 19% so với năm trước. Hàng hóa nhập khẩu tập trung vào máy móc, thiết bị và nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất của ngành công nghiệp địa phương như ngành sản xuất giày, may gia công, sản xuất thức ăn phục vụ chăn nuôi, sản xuất dược phẩm. Theo số liệu thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước kể cả các nguồn thu phản ánh qua ngân sách nhà nước của tỉnh Vĩnh Long năm 2014 ước thực hiện được 4.390 tỷ đồng, vượt 21,23% dự toán năm và tăng 18,48% so với năm 2013.
Trong đó, các khoản thu cân đối ngân sách địa phương được 3.127 tỷ đồng, vượt 10,84% dự toán năm và tăng 15,86% so với năm trước. Các khoản thu phản ảnh qua ngân sách nhà nước chủ yếu là nguồn thu xổ số kiến thiết được 1.263 tỷ đồng, vượt 57,86% dự toán năm và tăng 25,53% so với năm trước. Thu ngân sách nhà nước của tỉnh năm nay tăng mạnh, chủ yếu là do việc sản xuất kinh doanh của các khu vực kinh tế phục hồi và phát triển. Ngoài ra, cũng nhờ có sự tăng trưởng khá mạnh của nguồn thu từ xổ số kiến thiết, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, chủ yếu là các khoản thu liên quan đến nhập khẩu thiết bị cho các dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chấp thuận việc sử dụng địa danh Tân Quế để đăng ký nhãn hiệu tập thể đậu bắp xanh Tân Quế. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Quế thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tập thể theo đúng các quy định hiện hành. Đậu bắp xanh Tân Quế với đặc tính thời gian sinh trưởng ngắn, chi phí ít nhưng cho lợi nhuận khá cao nên được nông dân đầu tư nhiều. Trong thời gian 6 tháng có thể trồng 2 đợt đậu bắp xanh cho lợi nhuận từ 5 đến 7 triệu đồng một công. Làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây ở xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn đã hình thành trên 60 năm. Hàng năm, làng nghề này cung cấp cho thị trường trên 500 tấn sản phẩm bánh tráng các loại. Riêng trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi, làng nghề cung cấp gần 200 tấn sản phẩm phục vụ người tiêu dùng. Nhờ có thâm niên trong nghề, sản phẩm chất lượng nên bánh tráng Cù Lao Mây được người tiêu dùng cả trong và ngoài nước ưa chuộng. Mới đây, làng nghề vừa nhận được đơn hàng từ phía một công ty của Mỹ với số lượng 4.000 bánh tráng ngọt. Hiện toàn làng nghề có 60 hộ tham gia sản xuất với trên 150 lao động. Mỗi ngày, một hộ có thể làm ra 500 sản phẩm. Riêng những ngày Tết thì năng suất cao hơn, có thể đạt 700 đến 800 sản phẩm một ngày. Sản phẩm của làng nghề được tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nhất là Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng. Ngoài những loại bánh tráng truyền thống như bánh tráng nhúng, bánh tráng nem, bánh tráng ngọt, thì hiện nay có nhiều loại bánh tráng mới như bánh tráng nướng dừa béo, bánh tráng nướng tôm khô, bánh tráng nem lá dứa, bánh tráng ngọt sữa gừng. Nghề này có thể đem lại thu nhập cho mỗi lao động khoảng 2 triệu đồng một tháng. Những tháng cuối năm, thu nhập có thể tăng gấp đôi, gấp ba, giúp người dân có thêm thu nhập, ổn định đời sống. Chiều hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp và triển khai hoạt động hợp tác năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì hội nghị. Năm vừa qua, các hoạt động lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày vì người nghèo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội. Báo cáo tổng kết cũng chỉ rõ một số hạn chế trong cơ chế tiếp thu phản hồi ý kiến tham gia góp ý phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các dự án luật pháp lệnh, việc lựa chọn những vấn đề giám sát. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tích cực chủ động phối hợp tốt hơn nữa trong việc phối hợp công tác xây dựng pháp luật và triển khai thi hành pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, phối hợp trong hoạt động giám sát phản biện xã hội, góp phần to lớn hơn nữa vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 5 năm 2011-2015. Hôm qua, tại tỉnh Thái Bình, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 13 đã tổ chức hội thảo về một số nội dung cơ bản của luật tố tụng hành chính sửa đổi. Luật tố tụng hành chính được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2011 là cơ sở pháp lý để Tòa án Nhân dân giải quyết các khiếu kiện hành chính có hiệu quả, góp phần bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đồng thời bảo vệ lợi ích của nhà nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thực tiễn 3 năm thi hành luật, nhiều quy định đã bộc lộ những hạn chế bất cập. Vì vậy, những ý kiến trao đổi tại hội thảo sẽ cung cấp thêm thông tin về cơ sở lý luận và thực tiễn giúp Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trong việc thẩm tra dự án luật tố tụng hành chính sửa đổi. Theo dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ ưu tiên cho nhiều đối tượng với các mức độ khác nhau. Đối tượng có thể được miễn thi một môn hoặc tất cả các môn và được ưu tiên trong quá trình thi cũng như xét công nhận tốt nghiệp. Cụ thể, thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ hoặc có một trong các chứng chỉ theo quy định sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ.
được tính điểm tối đa cho môn này để xét công nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng kết quả để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng thì phải dự thi. Nếu là đối tượng khuyết tật theo chương trình giáo dục chung và đã học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện dự thi theo quy định sẽ được miễn thi cả 4 môn thi để xét tốt nghiệp. Miễn tất cả các môn thi tốt nghiệp cho học sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa và về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Trường hợp thí sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi, sẽ được xét đặt cách tốt nghiệp, nhưng phải có học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 từ loại khá trở lên. Ngoài ra, nhiều đối tượng khác cũng sẽ được cộng điểm khuyến khích và ưu tiên khi xét tốt nghiệp. Trước nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh cúm và dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Theo đó, Bộ đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh, có kế hoạch cụ thể triển khai các biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn sự phát sinh và bùng phát dịch bệnh trong mùa đông xuân, đặc biệt đối với dịch cúm AH5N1, cúm AH5N6, ngăn chặn sự xâm nhập của cúm AH7N9 và các loại cúm khác vào Việt Nam. Chú ý đến những địa bàn có nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các huyện, xã, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế. Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tổ chức việc thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt tại các chợ đầu mối, điểm bán thực phẩm phục vụ Tết, các nhà hàng, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và tại các bếp ăn tập thể đông người. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là phần tin thế giới với những nội dung chính sau đây. Mỹ và Cuba sẽ sớm mở cửa lại các đại sứ quán tại hai nước, bước đi đầu tiên hướng đến việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đêm qua thông báo sẽ tiếp tục hội đàm với các nhà lãnh đạo Nga, Pháp và Đức trong nỗ lực nhằm tái lập nền hòa bình ở miền đông Ukraine vào ngày 15 tháng 1 tới. Indonesia mở rộng phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay QZ-8501 bị mất tích của hãng hàng không Air. Hãng tin Mỹ AP đêm qua dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao Cuba và Mỹ cho biết Washington và La Habana đang xem xét việc sớm mở lại các đại sứ quán tại thủ đô hai nước. Đây được cho là một trong những bước đi đầu tiên để tiến tới bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương sau hơn nửa thế kỷ Mỹ bao vây cấm vận Cuba. Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán Cầu Roberta Jacobson, cuộc đàm phán chính thức hướng tới việc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba sẽ được khởi động vào cuối tháng 1 năm 2015. Một trong những vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận là mở lại các cơ quan ngoại giao ở hai nước. Người dân Cuba đã bày tỏ vui mừng trước thông tin này. Tôi cho là trao đổi thương mại và du lịch giữa Mỹ và Cuba sẽ gia tăng. Mọi thứ sẽ trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn cho cả người Mỹ và người dân Cuba nếu Mỹ mở đại sứ quán tại Cuba và ngược lại. Theo kế hoạch, văn phòng các quyền lợi của Mỹ đặt tại thủ đô La Habana sẽ được chuyển đổi thành đại sứ quán Mỹ ở Cuba. Văn phòng này hiện có 350 nhân viên, trong đó có 50 người Mỹ và 300 người bản địa làm việc. Các nhà ngoại giao cho biết Washington dự định sẽ tăng số nhân viên tại đây lên để đáp ứng khối công việc nhiều hơn trong thời gian tới. Song, trước mắt, Mỹ vẫn chưa có thay đổi nào về quy định, chính sách đối với người nhập cư từ Cuba. Đêm qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo cuộc hội đàm cấp cao bốn bên giữa ông với các nhà lãnh đạo Nga, Pháp và Đức trong nỗ lực nhằm tái lập nền hòa bình ở miền đông Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 1 tới tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Phát biểu tại cuộc họp báo cuối cùng trong năm 2014 ở thủ đô Kiev, Tổng thống Poroshenko cũng cho biết đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama về cuộc gặp nói trên. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẽ không thỏa hiệp trong vấn đề chủ quyền. Ông đồng thời nhấn mạnh mặc dù không thể giải quyết vấn đề hiện tại bằng giải pháp quân sự, song chính quyền Kiev đã chuẩn bị về cả mặt quân sự lẫn kinh tế trong trường hợp xung đột leo thang. Nếu trường hợp đó xảy ra, Ukraine sẽ ngay lập tức áp đặt tình trạng thiết quân luật. Tại buổi họp báo, Tổng thống Poroshenko cũng thông báo đã ký ban hành luật bãi bỏ quy chế không liên kết của nước này. Mặc dù vậy, ông vẫn để ngỏ khả năng sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trước khi Ukraine tìm kiếm quy chế thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
Tối qua, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, Mỹ, đại diện các nước Ả Rập đã tuyên bố ủng hộ dự thảo nghị quyết do Palestine đề xuất nhằm hoàn tất một thỏa thuận hòa bình với Israel trong vòng một năm và chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine trước cuối năm 2017. Dự thảo nghị quyết này đã vấp phải sự chỉ trích của Israel và Mỹ, mặc dù thời điểm tổ chức một cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc vẫn chưa được xác định. Một số nhà ngoại giao phương Tây thì tỏ ra ngạc nhiên trước việc Palestine bất ngờ đệ trình bản dự thảo nghị quyết cuối cùng lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào đêm qua. Bà Dina Kawa, đại sứ Jordani, nước Ả Rập duy nhất là thành viên của Hội đồng Bảo an cho biết, Jordani và Palestine đang cân nhắc thời điểm kêu gọi một cuộc bỏ phiếu. Trước đó, bà Kawa bày tỏ hy vọng rằng bản dự thảo nghị quyết sẽ được tất cả 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an thông qua, kể cả Mỹ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Seth Rutkey chỉ trích văn kiện của Palestine là không mang tính xây dựng và không đáp ứng nhu cầu an ninh của Israel. Dự thảo nghị quyết trên cần 9 phiếu ủng hộ ở Hội đồng Bảo an để được thông qua. Theo các nhà ngoại giao, Mỹ, một thành viên thường trực của cơ quan này, nhiều khả năng sẽ phủ quyết dự thảo nghị quyết. Israel thì cảnh báo một cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an sau khi quá trình hòa đàm bị ngừng trệ hồi tháng 4 sẽ đào sâu thêm mâu thuẫn. Nước này tuyên bố ủng hộ đàm phán với Palestine nhưng bác bỏ mọi thời gian biểu mà bên thứ ba đề ra. Trong bối cảnh cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 bị mất tích của hãng hàng không Air Asia bước sang ngày thứ ba, giới chức Indonesia hôm nay cho biết sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay này. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia Basarnas công bố một báo cáo cho thấy cơ trưởng của máy bay QZ8501 đã xin phép chuyển hướng và nâng độ cao của phi cơ trong liên lạc cuối cùng với đài kiểm soát không lưu trước khi máy bay mất tích. Sau khi kết thúc 2 ngày tìm kiếm mà không đạt kết quả khả quan, giới chức Indonesia cho biết dùng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích sẽ được mở rộng vào hôm nay. Hiện có 30 chiếc tàu cùng 15 máy bay của Indonesia, Malaysia, Singapore và Australia tham gia chiến dịch tìm kiếm tại vùng biển Sabah, Indonesia. Giới chức Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục USS Simpson sẽ tới khu vực tìm kiếm máy bay mất tích trong ngày hôm nay. Hải quân Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Indonesia để nhận biết các khả năng tìm kiếm trên không và trên mặt nước. Liên quan đến cuộc gọi cuối cùng của cơ trưởng máy bay QZ8501, báo cáo của trung tâm Basarnas cho biết, một thời gian ngắn trước khi mất liên lạc, cơ trưởng Irianto đã yêu cầu cho phép máy bay rẽ trái để tránh một cơn bão. Yêu cầu này đã được trạm kiểm soát không lưu mặt đất chấp thuận ngay lập tức. Sau đó, ông Irianto tiếp tục xin phép nâng độ cao máy bay từ 9,8 km lên 11,5 km. Sau khi mất khoảng 2 đến 3 phút để liên lạc với các đồng nghiệp Singapore, nhân viên không lưu Indonesia đã thông báo với cơ trưởng Irianto rằng ông có thể nâng độ cao máy bay lên 10,4 km. Tuy nhiên, trạm kiểm soát không lưu đã không nhận được hồi đáp, rồi máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Lực lượng tuần duyên Italia đêm qua cho biết, tới thời điểm này có 10 người được xác nhận là đã chết trong vụ cháy phà Norman Atlantis trên biển Adriatic vào Chủ nhật vừa qua. Cũng theo nguồn tin trên, tất cả 427 người còn lại đã được giải cứu và vị thuyền trưởng là người sau cùng rời chiếc phà gặp nạn vào chiều thứ Hai theo giờ địa phương. Phà Norman Atlantic bị hỏa hoạn từ sáng Chủ nhật khi đang trên hành trình từ thành phố Patras của Hy Lạp đến cảng Ancona của Italia. Sau khi công tác cứu hộ và sơ tán hoàn tất, lực lượng tuần duyên Italia đang tiến hành khảo sát để quyết định cách thức lai dắt chiếc phà và đích đến nào cho nó. Trước đó, cơ quan công tố Bari Italia đã yêu cầu thu giữ chiếc phà để phục vụ công tác điều tra về nguyên nhân hỏa hoạn. Hiện nhà chức trách Italia đang chờ chính quyền Albania cho phép bởi chiếc phà đang trên hải phận nước này. Theo công ty vận hành phà Norman Atlantic, khi rời bến, nó chở tổng cộng 478 người. Trong 3 giờ đồng hồ đầu tiên sau khi xảy ra vụ cháy, khoảng 150 người đã rời phà bằng xuồng cứu hộ. Sau đó, những chiếc xuồng còn lại đã không thể được thả xuống do mất điện. Công tác cứu hộ từ bên ngoài thì gặp nhiều trở ngại do gió mạnh, biển động và khói mù mịt khiến các tàu bè khác không thể tiếp cận được. Trong điều kiện như thế, người ta đã phải dùng trực thăng cứu hộ được trang bị thiết bị quan sát trong đêm tối để kéo từng người ra khỏi chiếc phà Norman Atlantic trong suốt đêm Chủ nhật. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin nhắn đáng chú ý. Đêm qua, một chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Virgin Atlantic của Anh chở 462 người đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Gatwick ở thủ đô London. Không lâu sau khi khởi hành đến Las Vegas, Mỹ, phi công đã quyết định quay trở lại sân bay Gatwick do phát hiện có trục trặc ở bộ phận hạ cánh. Rất may là chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn.
một trận hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra vào tối qua tại một trung tâm thương mại ở thành phố Lahore, miền đông Pakistan. Đội cứu hộ ngay lập tức tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ cháy. Sau vài giờ đồng hồ vật lộn với ngọn lửa, lực lượng cứu hỏa Pakistan đã hoàn toàn dập tắt được đám cháy. Đêm qua, 4 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương do bị sét đánh trúng tại bãi biển đông khách du lịch ở thành phố Santos, bang São Paulo của Brazil. Giới chức địa phương cho biết, những nạn nhân tử vong là người cùng một gia đình đang trú mưa khi một cơn bão ập đến. Cơn bão này cũng đã làm đổ ngã nhiều cây cối và gây hư hại đường dây điện tại bang São Paulo. Thủ đô Montevideo của Uruguay đang đối mặt với đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ qua do mưa lớn kéo dài. Lũ lụt đã phá hủy hàng ngàn nhà cửa, gây mất điện một số khu vực và làm gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến nhiều thành phố khác thuộc vùng duyên hải của Uruguay. Mặc dù lượng mưa hiện đã giảm, nhưng cảnh báo lũ lụt vẫn tiếp tục được duy trì trên khắp nước này. Tối qua, công ty vận hành hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Hungary thông báo sẽ nối lại hoạt động cung cấp khí đốt cho nước láng giềng Ukraine từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Hồi tháng 9, Hungary đã quyết định đình chỉ vô thời hạn hoạt động này để tránh làm tổn hại mối quan hệ thương mại với Nga. Theo thỏa thuận hồi tháng 3 năm 2013, Hungary cung cấp khí đốt cho Ukraine với mức lên tới 6,1 tỷ mét khối một năm, với điều kiện có thể ngừng cung cấp tùy vào điều kiện kỹ thuật hoặc thương mại. Đêm qua, giới chức xứ Scotland thuộc Vương quốc Anh đã xác nhận ca nhiễm virus Ebola đầu tiên. Đó là một nữ nhân viên y tế đang tham gia cuộc chiến chống dịch bệnh chết người này ở khu vực Tây Phi vừa trở về nước. Theo tuyên bố của Bộ Y tế Scotland NHS, bệnh nhân này từng làm việc ở Sierra Leone. Cô đi từ thành phố Casablanca của Maroc về sân bay Heathrow ở thủ đô London, rồi đến sân bay Glasgow vào tối Chủ nhật vừa qua. Cũng theo NHS, cô nhập viện vào sáng hôm qua sau khi cảm thấy không khỏe và được cách ly ngay sau đó. Hiện tất cả những người từng tiếp xúc với bệnh nhân này đều được theo dõi do có nguy cơ bị lây nhiễm virus Ebola, dù không cao, bởi vì cô chỉ mới trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh. Dự kiến, nữ nhân viên y tế này sẽ được chuyển đến London để điều trị. Cùng lúc, nhà chức trách Scotland cho biết, xứ này đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với dịch bệnh Ebola. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, số người tử vong do dịch Ebola đã lên tới 7.842 trong tổng số 20.081 ca nhiễm được ghi nhận. Chương trình thời sự của Đài truyền hình Vĩnh Long trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.